dẫn, linh hoạt, dí dỏm, dễ hiểu. Đón xem Cái Lý Cái Tình. Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, kiên giang.gov.vn. Đầy đủ tin tức sự kiện về chính quyền, doanh nghiệp, công dân. Nhanh chóng, kịp thời, tiện lợi cho mọi người. Ông, nghe nè. Ông Cam nằm hỏi con đi, nó sắp đi làm rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện hỏi con không kêu tôi hỏi nữa, tưởng gì quan trọng làm hết hồn. Tưởng nó ai vô kiếm bà hay gì á. Bà có miệng sao bà không hỏi, bà mới tôi hỏi. Ông mới làm tôi hết hồn đó, tại tôi thấy hai cha con ông dễ nói chuyện với nhau tôi mới nhờ chứ bộ. Con, bà còn có chuyện muốn nói với con kìa. Bà hỏi tự nhiên gì bà cười? Chuyện gì mà mình thấy ba má rối rối gì? Có gì đâu, bà thắc mắc hổm này tại sao mà con cứ đi, thì đi là sớm cái... về trễ. Đó, đó rồi đi mà. Về chiều con về thì ba má không nghe mùi bia rượu, rồi má giặt áo cho con cũng không thấy mùi nước thơm nước hoa gì của con gái trơn á, là sao? Trời ơi, chỉ như vậy thôi mà ba má thấy con có cái vấn đề gì đó hả? Chơi nữa. Trời ơi, khổ với ba má thiệt luôn á. Chuyện là như vậy, tại vì ba má không có để ý là từ khi xã mình triển khai rồi vận hành cái dịch vụ công trực tuyến đó thì tụi con phải đi bảo dưỡng, rồi phải bảo trì, nói chung là định kỳ tuần nè, tháng nè, phải luôn đảm bảo cái đường truyền internet đó, nó tốt nhất có thể. Trời ơi, tội nghiệp cục cưng của má quá vậy. Nói vậy là lúc nào con cũng phải làm hơn người khác luôn á hả? Trời ơi, mệt quá. Đã khi nó xin vô làm cái công việc này, nó đã xác định được là làm cái gì. Cực khổ là sao, có gì đâu mà cực, cái gì công việc mà vậy mà, đúng không con? Dạ đúng, không có cực hay là không cực gì hết. Nhưng mà con thấy công việc của con á cũng bình thường thôi. Sao bằng sếp con được? Sếp của con mới là cực chứ. Sếp con cả trăm cả ngàn việc. Sếp của con là người đứng đầu, đúng không? Mà sếp của con thấy những người đứng đầu ở cơ quan nào á, công việc nó cũng nặng nề hết. Bữa giờ con đi sớm về trễ thì sếp con cũng y như vậy, trên từng cây số với con luôn. Cho nên gọi là cái dịch vụ trực tuyến công hả? Nhớ, dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến. Dạ. Nói vậy á là nếu như mà người dân có cái nhu cầu mà sử dụng cái dịch vụ Internet dạ, công trực tuyến à, là mà nếu như mà gặp trở ngại gì đó, giống như là quá tải, nộp hồ sơ không được cái gì đó, dạ, là nói chung là mọi thứ là đều phải chờ cái ông sếp của con ông giải quyết mới được hả? Cái người lớn nhất chịu trách nhiệm, đúng không? Dạ, nói chung là tất cả những bộ phận liên quan á, là tụi con muốn đảm bảo cho người dân được một cái sử dụng là tốt nhất á, thì tụi con cũng phải luôn bảo dưỡng cho cái đường truyền nó tốt nhất có thể. Nó giống như là phục vụ những người dân, giống như ba má vậy đó. Nhưng mà cái người mà chịu trách nhiệm nặng nhất là cái người sếp con. Sếp con, giống như cái nhà này, cái người mà chịu trách nhiệm cao nhất, ha, chịu trách nhiệm cao nhất trong cái nhà này chính là tôi. Đúng rồi. Thôi con đi làm sớm đi, ở nhà làm việc, cái người chịu trách nhiệm cao nhất. Thưa ba má, con đi làm. Trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện ở một số nội dung trong cải cách hành chính. Thứ nhất, trách nhiệm người đứng đầu là phải kiểm soát được công việc của cán bộ đang triển khai, trong đó có các công việc cải cách hành chính, không để có tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, kéo dài các hồ sơ, trễ hẹn mà người đứng đầu không nắm được. Trong trường hợp đơn vị mình có hồ sơ trễ hẹn thì phải có thư xin lỗi người dân hoặc doanh nghiệp và lần sau phải thực hiện đúng thời gian đã cam kết. Thứ hai là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 nhằm đảm bảo công khai, minh bạch. Thứ ba, trách nhiệm người đứng đầu trong việc đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực. Nếu phát hiện cán bộ có biểu hiện trên, thì người đứng đầu phải có biện pháp xử lý kịp thời. Chính kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Những trường hợp kết quả xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính ở mức thấp so với quy định, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành còn hạn chế, không nắm được tình hình cơ quan đơn vị mình cũng được xem là không hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế cho thấy, trách nhiệm của người đứng đầu có vai trò quan trọng, kéo bộ máy đi theo.
Những nơi nào người đứng đầu có trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực trong cải cách hành chính thì nơi đó công việc triển khai tốt, hiệu quả. Còn nơi nào người đứng đầu buông lỏng cải cách hành chính thì nơi đó cán bộ sẽ buông xuôi theo, thiếu trách nhiệm, thậm chí lợi dụng khe hở để trục lợi. Với những nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị năm 2019, Kiên Giang đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Với những nỗ lực chung cũng như kỷ cương được siết chặt hơn, nên chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa của toàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 ở mức tốt, với 99,5% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.